Năm 2023 là năm nhiều khó khăn và thách thức với nhiều doanh nghiệp và người lao động. Tuy nhiên, bằng sự nhạy bén và nắm bắt thời cơ, nhiều công ty vẫn vượt khó và có doanh số ổn định để duy trì hoạt động sản xuất và đời sống của người lao động. Trước cơn bão cắt giảm đơn hàng ảnh hưởng rộng khắp tại nhiều tỉnh thành, nhưng nhiều tháng qua, công ty trách nhiệm hữu hạn Hui Fan, huyện Bến Lức vẫn nỗ lực duy trì được đơn hàng liên tục. Với sự cầu thị, lắng nghe nhu cầu của đối tác để đầu tư cải tiến máy móc, mẫu mã chính là chìa khóa để công ty này vượt khó trong khoảng thời gian qua, duy trì được công việc ổn định của gần 200 người lao động tại đây. Trước sự khó khăn chung của thị trường, công ty cũng đã phát huy vai trò người quản lý, nỗ lực đi tìm khách hàng, đơn hàng. Quan trọng nhất phải là yếu tố chất lượng làm khâu then chốt để tạo được lòng tin với khách hàng, từ đó mới có thể duy trì hợp tác lâu dài hơn. Tính đến cuối năm 2023, toàn tỉnh hiện có khoảng 17.000 doanh nghiệp đăng ký hoạt động với tổng vốn đăng ký hơn 373.000 tỷ đồng. Trong đó có gần 13.900 doanh nghiệp đang hoạt động, số doanh nghiệp hoạt động sản xuất chiếm 30%, kinh doanh 35%, xây dựng 17% và 18% còn lại là các lĩnh vực hoạt động khác. Đồng thời, số doanh nghiệp giải thể giảm 3%, doanh nghiệp hoạt động trở lại tăng, cho thấy kinh tế đang ổn định, thị trường dần nhộn nhịp trở lại.